bài học buổi sáng hôm nay cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải để đức tin nơi Ngài và chúng ta chỉ thờ một mình Ngài thôi. Xin mời anh hai cầu nguyện dâng buổi sáng bài học hôm nay lên Ngài. Xin mời chúng ta cùng hiệp ý con sự cầu nguyện. Hallelujah, chúng con cảm tạ Chúa nhiều vì Ngài bám một chúng con cũng như hôm nay cũng được mọi sự bình an luôn. Ngài cũng đã gìn giữ chúng con cũng như một tuần lễ hôm nay như buổi tối hôm qua, họ cũng được mọi sự bình an như là ngủ nghỉ được mọi sự bình an luôn. Chúa ơi, và mà buổi sáng hôm nay chúng con học được bài học là khi mà một người nào đó nói về lời của tiên tri thì là chúng con không thì là chúng con đừng có khẳng định là tin, nhưng mà chúng con phải luôn luôn thẩm tra về những cái điều họ nói có đúng như trong Kinh Thánh không, thì là chúng con sẽ nhận biết ra rằng là người đó là nói từ bởi Đức Thánh Linh. Nếu như không đúng trong Kinh Thánh thì là chúng con có thể nhận biết được rằng là họ nói không phải từ Đức Thánh Linh mà họ nói từ môi miệng của họ. Chúa ơi, và hôm tối hôm nay Chúa ơi ban chúng con luôn luôn biết thẩm tra về những điều mà họ nói để cho chúng con biết là từ Đức Thánh Linh hay là từ môi miệng của họ nói nữa. Chúa ơi, cũng như là ngày sau khi nhóm xong thì là chúng con sẽ con và em con xem Kinh Thánh. Chúa ơi, Chúa cũng ban cho con và em con có sự khôn ngoan, thông sáng, thông minh để cho khi mà có em con học Kinh Thánh thì là sẽ hiểu được những cái câu mà Đức Chúa Giêsu đã nói đến con, hiểu được càng bọn con thấy khi mà đời sống thì chúng con sẽ biết được những cái đó và chúng con sẽ thực hành được. Và thì Chúa ngài cũng ban cho ba mẹ của con ngày mai thứ hai ngày đầu tuần, Chúa ngài cũng ban cho ba mẹ của con mà ban đắc được mọi sự bình an luôn. Chúa cũng bảo vệ cho chợ bé ngàn này như là quầy thuốc Tây Tư Châu ngày mai cũng được mọi sự bình an luôn. Thì giờ này chúng con nhóm xong thì làm xong đi vào sự ngôn nghỉ, thì Chúa ngài ban cho mọi người chúng con có được một chất ngủ được mà sự minh an luôn, và ông con cúi đầu ông con kính cầu nguyện nhanh Chúa Giêsu Christ, Amen.